Em xin kính chào quý cô chú bác, quý anh chị em và bạn bè đã trở vào trang vlog của em. Và hôm nay lại là ngày chủ nhật nên em xin phép được ca một bài hát gửi tặng cho một người bạn ở trên kênh này và cũng như là gửi đến mẹ và các cô chú bác, anh chị em. Và kính chúc quý vị cùng gia đình một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và bài hát có tựa đề là Thu Sầu. Nếu mà em ca không hay, xin quý vị cũng niềm tình tha thứ cho. Chốn kiến mong ước.